Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Tử Vi Ngày Mới sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về con giáp vận may cực đỏ, khổ trước sướng sau, càng già càng giàu. Vậy thì con giáp nào có số may mắn trúng lớn giàu to? Nếu muốn biết chi tiết thì mời quý anh chị đi tìm hiểu ở phần nội dung chương trình. Còn bây giờ là tử vi tổng quan ngày mới. Mở đầu chương trình là thông tin tử vi tổng quan ngày 23 tháng 3 năm 2023, thứ năm dương lịch, âm lịch là ngày mùng 2 tháng 2 năm 2023, là ngày Canh Thìn, tháng Ất Mão, năm Quý Mão, tiết khí Xuân Phân, ngày trực trừ. Hôm nay là ngày Thiên Hình Hắc Đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Hắc đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Sát Chủ và giờ Thụ Tử, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Sát Chủ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ và giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thụ Tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi Thân và tuổi Tý, lục hợp với tuổi Dậu, xung với tuổi Tuất, hình với tuổi Thìn, phá với tuổi Sửu. Về ngũ hành niên mệnh, bạch lạp kim, hôm nay là ngày Canh Thìn, tức chi sinh can, thổ sinh kim, là ngày cát, nghĩa nhật. Nạp âm bạch lạp kim kỵ tuổi Giáp Tuất và tuổi Bính Tuất. Ngày thuộc hành kim, khắc hành mộc, đặc biệt người tuổi Mậu Tuất thuộc hành mộc không sợ kim, ngược lại nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Thìn, lục hợp với Dậu, tam hợp với Thân, Tý, thành thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Sửu. Tam sát kỵ tuổi Tỵ, Dậu, Sửu. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Giáp Tuất và tuổi Bính Tuất. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Kỷ Dậu và tuổi Tân Dậu. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao Nguyệt Không, tốt thiết chủ mưu kế, tạo sàng chướng, an sàng chướng, tu tạo, tu sản thất, động thổ. U Vi Tinh, tốt bách sự đều cát, kỵ có thụ tử cùng ngày. Cát Kỳ, tốt xuất quân, hành sư, hội thân nhân, bách sự đều cát. Trừ Thần, tốt giải trừ, cầu y, liệu bệnh. Thiên Ân, tốt mọi việc. Sao xấu thì gồm có sao Thụ Tử, kỵ chăm sự không dùng. Thăng Quan, khởi tạo, giá thú, xuất nhập. Trừ Săn Bắn, an táng, cát. Nguyệt Hỏa Độc Hỏa, kỵ khởi tạo, châm cứu, cái ốc, tác táo, tố họa thần tượng. Thiên Hình, bất nghi dụng, đại kỵ từ tụng. Đồ Đãi, kỵ thượng quan, thụ nhậm, tiến nhân khẩu. Lao Nhật, kỵ thượng quan, xuất hành, di cư, từ tụng. Trong đó có sao Thiên Ân là sao đại cát, có thể hóa giải một số sao xấu. Ngoài ra có sao Thụ Tử là sao đại hung, mọi việc đều phải kiêng kỵ. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay: trong ngày 23 tháng 3, anh chị và các bạn chỉ nên làm những việc như mở tường, san đường. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gà, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, xuất hành, nhận người, chuyển nhà, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Hướng xuất hành ngày hôm nay đi theo hướng Tây Nam để đón tài thần và đi theo hướng Tây Bắc để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo Khổng Minh là ngày thiên môn, xuất hành là mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy, mọi việc đều thành đạt. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 23 tháng 3 năm 2023.
Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp, thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 23 tháng 3 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, tam hợp che chở, người tuổi Tý có được vận may tài lộc trong ngày hôm nay nhờ công việc làm ăn kinh doanh thuận lợi, tìm được đối tác làm ăn hợp ý, cùng nhau hợp tác lâu dài và đem lại lợi nhuận cho cả đôi bên. Chuyện tình cảm của tuổi Tý trong ngày hôm nay cũng nhiều tin mừng. Người độc thân nhờ những mối quan hệ trước đó mà được giới thiệu cho người phù hợp với mình. Bạn cũng quyết định mở lòng mình để đón nhận những điều tươi mới cho tương lai. Tuy nhiên, thiên quan xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Tý kéo theo không ít xui xẻo cho bạn. Đầu tiên phải kể đến họa tiểu nhân tiềm ẩn, khiến bạn khó tập trung làm cho xong công việc trong ngày. Mọi thứ cứ ngổn ngang và dở dang, bạn cũng chẳng thể phát huy toàn bộ năng lực của bản thân. Với người tuổi Giáp Tý, mệnh Kim, có cơ hội được gặp gỡ quý nhân. Với người tuổi Bính Tý, mệnh Thủy, nói năng tùy tiện có thể đắc tội với tiểu nhân nhỏ nhen. Với người tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, có cách nhìn nhận vấn đề mới mẻ hơn. Với người tuổi Canh Tý, mệnh Thổ, giận ai thì cũng đừng giận đến ngày mai. Với người tuổi Nhâm Tý, mệnh Mộc, khó thoát khỏi tâm trạng chán trường muốn bỏ cuộc. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 80. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, xanh nước biển, trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 23 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 23 tháng 3 năm 2023. Tử vi của 12 con giáp cho thấy cục diện tương phá thái tuế nên nhiều khả năng vận trình không được như ý. Công việc có người cản trở và gây ảnh hưởng khiến giảm hiệu suất, cho nên khi làm việc dù bé hay lớn cũng nên tính toán cẩn thận. Trong chuyện tình cảm, có thể bạn không được vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Dường như giữa các bạn có những rào cản khiến các bạn khó có thể xích lại gần nhau. Điều này một phần do chính tâm lý của bạn tự tạo khoảng cách. Nếu có thể, hãy khơi gợi bầu không khí sôi động để giúp bạn có được một ngày đầy vui vẻ. Kiếp tài án ngữ có thể gây ra những tác động tiêu cực đến vận trình tài lộc của con giáp này. Bạn sẽ khó tránh vướng phải những tranh chấp về tiền bạc trong ngày này. Nếu không sáng suốt hành động, bạn có thể mất đi một khoản tiền không hề nhỏ cho những sai lầm của mình. Với người tuổi Ất Sửu, mệnh Kim, quyết tâm để đạt được mục tiêu, gặt hái thành công. Với người tuổi Đinh Sửu, mệnh Thủy, không nên thực hiện những việc trọng đại. Với người tuổi Kỷ Sửu, mệnh Hỏa, nói năng tùy tiện có thể đắc tội với tiểu nhân nhỏ nhen. Với người tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ, giải quyết vấn đề trong mối quan hệ với đồng nghiệp. Với người tuổi Quý Sửu, mệnh Mộc, tìm ra lời giải đáp cho những vấn đề khúc mắc. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 8. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 23 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 23 tháng 3 năm 2023. Tử vi phương Đông của 12 con giáp cho thấy, dưới sức ảnh hưởng của tam hội, người tuổi Dần không cần phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh nữa.
dưới sự giúp sức của mọi người xung quanh thì tất cả mọi việc cũng sớm được chu toàn. Thiên tài độ mệnh, nguồn thu nhập của bạn đang dần ổn định và có chiều hướng tăng tiến tích cực. Chỉ cần nỗ lực không ngừng, bạn sẽ được đền đáp bằng những khoản lương thưởng xứng đáng. Về vận trình tình cảm, người độc thân có thể gặp được mối nhân duyên tốt đẹp trong khoảng thời gian này. Bạn có thể gặp lại người bạn cũ lâu năm hoặc gặp được người tâm đầu ý hợp cùng chia sẻ những dự định trong tương lai. Với người tuổi Giáp Dần, mệnh Thủy, biết cách thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề. Với người tuổi Bính Dần, mệnh Hỏa, biết phát huy đúng năng lực cá nhân. Với người tuổi Mậu Dần, mệnh Thổ, có thể được cấp trên trọng dụng bồi dưỡng. Với người tuổi Canh Dần, mệnh Mộc, rắc rối tìm đến, phải ngược xuôi để xử lý công việc. Với người tuổi Nhâm Dần, mệnh Kim, trở lên để tự tin biến thành kiêu ngạo, kẻo gặp phải gièm pha sau lưng. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 31. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá cây, đen, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 23 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 23 tháng 3 năm 2023. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, cục diện tương hại tác động khiến vận trình trong ngày của người tuổi Mão sa sút khá rõ. Con giáp này có thể phải đối mặt với những thị phi. Nếu có kẻ cậy chức quyền đàn áp thì bạn cũng chớ nổi nóng, vì đó sẽ là cái cớ để họ tiếp tục hạ bệ bạn. May mắn có chính tài trợ lực, tình hình tài chính của người tuổi Mão vẫn duy trì ở mức bình ổn. Thời điểm này, bạn không có bất cứ nỗi lo tài chính nào. Tiền bạc dùng dình tiêu xài, không còn phải đắn đo quá nhiều. Chuyện tình cảm có nhiều tin vui trong ngày nhờ tương hội. Có thể bạn sẽ gặp được một nửa ưng ý của đời mình. Họ cũng dành cho bạn vị trí hàng đầu trong trái tim. Trong khi đó, người có đôi có cặp sẽ cảm nhận được tình yêu nồng nàn cháy bỏng của nửa kia, giúp bạn có thêm động lực vượt qua khó khăn. Với người tuổi Ất Mão, mệnh Thủy, thêm phần tự tin, quyết đoán để đưa ra những quyết định đúng đắn. Với người tuổi Đinh Mão, mệnh Hỏa, các mối quan hệ trở nên hài hòa hơn bao giờ hết. Với người tuổi Kỷ Mão, mệnh Thổ, hãy hạ cái tôi cá nhân của mình xuống. Với người tuổi Tân Mão, mệnh Mộc, đào hoa khoe sắc, đường tình duyên suôn sẻ. Với người tuổi Quý Mão, mệnh Kim, đề phòng kẻ tiểu nhân rình rập xung quanh. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 62. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá cây, đen, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 23 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 23 tháng 3 năm 2023. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, trong ngày tự hình, người tuổi Thìn có thể gặp phải những điều xui xẻo. Con giáp này sẽ tự rước họa vào thân vì tự tin thái quá. Cái gì cũng cho mình là đúng. Đây chính là điều mà bạn cần phải sửa đổi trong tương lai nếu không muốn rước thêm tai họa. Hôm nay đòi hỏi con giáp tuổi Thìn phải đủ bình tĩnh khi mà tỷ kiên đẩy bạn rơi vào tình thế khó xử. Có người nói điều gì đó làm lung lay niềm tin của bạn. Hãy tìm hiểu thêm thông tin và xác nhận lại, rồi bạn sẽ biết mình nên quyết định như thế nào lúc này. Vận tình cảm trong ngày ngũ hành thổ vượng nên cũng không được thuận lợi. Các cặp đôi dễ có thể gặp những chuyện không vừa lòng và sinh mâu thuẫn. Những ai chưa tìm được ý chung nhân thì vận báo cũng không có gì thay đổi nhiều. Đừng để tâm lý nuối tiếc một tình cảm nào đó làm rào cản, cản trở bạn nhé. Với người tuổi Giáp Thìn, mệnh Hỏa, người làm ăn kinh doanh có thêm thu nhập. Với người tuổi Bính Thìn, mệnh Thổ,
cẩn trọng thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý. Với người tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, hãy chủ động hơn trong chuyện tình cảm. Với người tuổi Canh Thìn, mệnh kim, không nên xem thường bệnh vặt. Với người tuổi Nhâm Thìn, mệnh thủy, hãy tin tưởng vào điểm mạnh của mình. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 15. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 23 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 23 tháng 3 năm 2023. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, ngày có cục diện thương quan nên sự nghiệp và học tập có hơi vất vả. Bạn dễ bị kỷ luật, trừ lương, thi cử thì chật vật. Hãy cố gắng tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn để gia tăng phúc đức cho bản thân sau này. Mặt sự nghiệp hơi xấu, nhưng may mắn tài lộc không bị ảnh hưởng. Phần lớn cơ hội là do chính bản thân tạo ra, bạn không nên ngồi một chỗ chờ đợi cơ hội đến với mình. Do có tài nên chỉ cần chăm chỉ chịu khó thì tiền bạc ắt sẽ tới. Đối với quan hệ hôn nhân trong ngày ngũ hành tương sinh, khuyến khích con giáp tuổi Tỵ độc thân nên thổ lộ tình cảm với người mà bạn thầm thương trộm nhớ. Trong khi đó, những người có đôi thì nên đi làm về sớm để dành nhiều thời gian hơn cho một nửa của mình. Với người tuổi Ất Tỵ, mệnh hỏa, hãy có cách chi tiêu hợp lý. Với người tuổi Đinh Tỵ, mệnh thổ, nên chi tiêu có kế hoạch để duy trì vận may. Với người tuổi Kỷ Tỵ, mệnh mộc, có thể tìm hiểu thêm các cách tiếp thị khác nhau. Với người tuổi Tân Tỵ, mệnh kim, người hạnh phúc nhất là người đang khỏe mạnh. Với người tuổi Quý Tỵ, mệnh thủy, môi trường làm việc thân thiện, tạo cảm hứng lớn lao. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 42. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu đỏ, hồng, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 23 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 23 tháng 3 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, thực thần đem đến vận may cho những người làm nghề tự do. Những định hướng mà bạn đã lựa chọn từ trước đã dần mang lại hiệu quả rõ rệt. Bạn có thể thu được lợi nhuận trong ngày hôm nay. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai, đừng dễ dàng hài lòng với thực tại. Đường tài lộc có nhiều vận may, khả năng có người mang những cơ hội kiếm tiền tốt nhất cho bạn. Vận may ập đến, có thể gặp được những đối tác kinh doanh vừa ý và trọng chữ tín, nên tương lai có thể có được thời cơ có 1-0-2. Phượng Các cho thấy, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia rất tốt đẹp. Đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mọi chuyện mỗi ngày. Bạn tin tưởng vào nửa kia và hai người luôn chú trọng việc vun đắp tình cảm. Với người tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim, người làm kinh doanh cần suy xét kỹ càng các vấn đề về tài chính. Với người tuổi Bính Ngọ, mệnh thủy, chớ nên đem áp lực về chút lên nửa kia. Với người tuổi Mậu Ngọ, mệnh hỏa, đừng bám chấp vào quá khứ lâu đến vậy. Với người tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ, cố gắng vượt qua trở ngại, thử thách. Với người tuổi Nhâm Ngọ, mệnh mộc, xử lý công cụ thỏa đáng nên rất được lòng mọi người. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 48. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ.
Màu sắc cát tường là màu đỏ, hồng, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 23 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 23 tháng 3 năm 2023. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, kiếp tài nhắc nhở con giáp tuổi Mùi đừng quá tự tin vào nhận định của mình, mà cả tin nghe theo lời đường mật của người khác khiến bạn thua lỗ khoản không nhỏ. Do đó bạn cần hết sức thận trọng khi quyết định đầu tư kinh doanh, kẻo tiền bạc thất thoát không thể kiểm soát. Người tuổi Mùi được dự đoán có vận trình không được suôn sẻ. Với những cố gắng của bản thân, nhưng nó không giúp cho vận trình của bạn đạt được như ý, nhưng cũng phần nào hạn chế được khó khăn trong thời gian tới. Vận tình cảm của bạn cũng không được tốt và bạn cần tiết chế lại tính cách của mình. Đừng để chuyện ngoài lề làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ nội bộ, đồng thời chú ý trong việc giữ gìn sức khỏe của mình. Với người tuổi Ất Mùi, mệnh Kim, hãy nghĩ tới tương lai xa hơn bạn nhé. Với người tuổi Đinh Mùi, mệnh Thủy, yếu đuối chỉ nên mang tính tạm thời. Với người tuổi Kỷ Mùi, mệnh Hỏa, may mắn luôn có nửa kia ở bên chia sẻ. Với người tuổi Tân Mùi, mệnh Thổ, có thái độ làm việc thận trọng, nghiêm túc. Với người tuổi Quý Mùi, mệnh Mộc, cố gắng hết sức khắc phục những vấn đề trước mắt. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 71. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 23 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 23 tháng 3 năm 2023. Xem tử vi cho thấy, tam hợp cục xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Thân cho thấy con giáp này có thể thoải mái thể hiện năng lực của mình trong ngày được quý nhân nâng đỡ. Khi bạn thực sự nghiêm túc với nghề nghiệp và công việc của mình, sẽ dễ dàng tìm ra những phương pháp tối ưu nhất. Phương diện tài lộc cũng có dấu hiệu chuyển biến khả quan nhờ công việc thuận lợi, đem lại khoản thu đều đặn cho con giáp này, cuộc sống được đảm bảo. Người làm kinh doanh cũng có thể yên tâm trong ngày hàng hóa lưu thông suôn sẻ, lợi nhuận đổ về đều đều. Thổ sinh kim, quan hệ tình cảm cũng gặp vận thăng hoa, chuyện gia đình êm ấm trong ngoài. Đối với người độc thân, bạn dễ gặp được người như ý trong ngày hôm nay, nhân duyên tới bất ngờ. Có chăng chỉ cần bạn chủ động hơn một chút là vận trình đã có thể thăng tiến nhanh gấp nhiều lần. Với người tuổi Giáp Thân, mệnh Thủy, sự hy sinh của bạn không được đánh giá cao. Với người tuổi Bính Thân, mệnh Hỏa, quý nhân giúp sức vận trình thêm phần hanh thông thuận lợi. Với người tuổi Mậu Thân, mệnh Thổ, không nên quá buồn bã, chán nản. Với người tuổi Canh Thân, mệnh Mộc, cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Với người tuổi Nhâm Thân, mệnh Kim, nên suy nghĩ tích cực hơn cho tương lai. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 44. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 23 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 23 tháng 3 năm 2023. Tử vi của 12 con giáp cho thấy nhờ lục hợp nên công việc của người tuổi Dậu ở thời điểm này khá ổn định. Mối quan hệ đồng nghiệp hài hòa, tinh thần làm việc hứng khởi, thoải mái, tạo ra không ít bước đột phá.
Nhân đà này, bạn càng cần phải chủ động, tự tin và tích cực làm việc nếu muốn gây dựng ấn tượng tốt với cấp trên. Nhờ có chính ấn, nên bạn đi làm rất bình thản, không hám danh lợi, cạnh tranh. Là con giáp có chi lớn, bạn đòi lại được quyền lợi trong công việc. Nhưng đôi khi làm việc còn thiên về cảm tính khá nhiều, nên vẫn chưa phát được. Thổ sinh kim cho thấy, con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình. Bạn hiểu rõ ràng được rằng, việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ chẳng phụ thuộc vào riêng của mình ai. Vì thế, bạn chẳng bao giờ đổ tất cả mọi việc cho người ấy. Với người tuổi Ất Dậu, mệnh thủy, luôn yêu thương và trân trọng gia đình. Với người tuổi Đinh Dậu, mệnh hỏa, có tiếng nói rồi mới có tư cách nói tới sự công bằng. Với người tuổi Kỷ Dậu, mệnh thổ, nên suy nghĩ lạc quan, chớ nên bỏ cuộc. Với người tuổi Tân Dậu, mệnh mộc, nên biết lắng nghe và tiếp nhận thông tin góp ý. Với người tuổi Quý Dậu, mệnh kim, hãy khiêm tốn hơn và học hỏi mọi người. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 97. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu xám, vàng nhạt, nâu. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 23 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 23 tháng 3 năm 2023. Xem tử vi cho thấy, dưới ảnh hưởng của cục diện tương xung, sự nghiệp của người tuổi Tuất phát triển theo chiều hướng không mong muốn. Sự lơ là chính là nguyên nhân khiến bạn dễ gặp phải khúc mắc, ngay cả trong những công việc tưởng chừng quen thuộc. Vì thế trong ngày thứ hai này, bạn cần hết sức cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định và tránh những hành động nông nổi. Tỷ Kiên cũng nhắc nhở những chú Tuất cần cẩn trọng trong các mối quan hệ xã giao. Dù bạn vẫn làm tốt nhiệm vụ được giao của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là không có người khác gây chuyện khiến bạn phải chịu những tổn thất không đáng có. Thìn Tuất xung khắc khiến mệnh chủ dễ khắc khẩu với nửa kia vì những quan điểm bất đồng trong cuộc sống. Khi cả hai đều đang nóng nảy thì tốt nhất bạn nên khéo léo tìm cách tạm dừng cuộc nói chuyện và tìm thời điểm thích hợp hơn để thảo luận lại. Với người tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, khăng khăng làm theo ý mình dễ vướng rắc rối. Với người tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, những nghi ngờ nay đã được xóa bỏ. Với người tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, sắp xếp công việc để thực hiện phù hợp. Với người tuổi Canh Tuất, mệnh kim, không nên mạo hiểm thực hiện giao dịch tài chính. Với người tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, nỗ lực trong công việc đang được đền đáp xứng đáng. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 37. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 23 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 23 tháng 3 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, chính quan xuất hiện, tuổi Hợi sẽ gặt hái được khá nhiều thành tựu trong công việc. Con giáp này có nhiều cơ hội tốt để thể hiện năng lực cá nhân. Không ít tình huống xảy ra để bạn thoải mái bộc lộ tiềm năng của chính mình. Thu nhập nhờ vậy cũng được đảm bảo. Những thành tựu đạt được trong thời gian vừa qua giúp bạn có được rất nhiều động lực để phấn đấu. Với tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại khó khăn, con giáp này luôn theo đuổi mục tiêu, cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của những người đã tin tưởng mình. Hồng Loan hậu thuẫn cho bạn về phương diện tình cảm. Mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn, chia sẻ với nhau mỗi khi gặp phải khó khăn hoặc bế tắc.
để cùng tìm ra cách giải quyết phù hợp. Dù mâu thuẫn có xảy đến, cũng là để đôi bên thêm hiểu về nhau. Với người tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, cần dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Với người tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, hãy chứng minh cho mọi người thấy bạn là ai. Với người tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, quý nhân giúp giải quyết được khó khăn. Với người tuổi Tân Hợi, mệnh kim, đừng chần chừ do dự để lỡ mất cơ hội đáng tiếc. Với người tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, có được cơ hội gặp gỡ quý nhân. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 76. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển, trắng, xám. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 23 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.